Và chúng tôi xin trân trọng kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Trên Người Việt Channel và chào tiến sĩ Đinh Xuân Quân vào thứ tư ngày 17 tháng 8. Vâng, xin kính chào quý khán thính giả của Người Việt Channel và xin chào anh Hoàng Bách từ Texas, Houston, Texas và tôi từ Nam Cali. Dạ vâng, khi mà tiến sĩ Đinh Xuân Quân sẽ phân tích mổ xẻ nhiều vấn đề của Hoa Kỳ thì chúng tôi xin phép quý khán giả gửi đến quý vị một vài cái tin tức mà nó liên quan quan trọng ở nước Mỹ cũng như thế giới. Thứ nhất là anh Quân và quý khán giả biết là ngày hôm qua là thứ ba là ngày bầu cử sơ bộ. Mà chúng ta muốn nói bầu cử sơ bộ mà cái nhân vật mà nhiều người chú ý theo dõi nhiều nhất á là bà Liz Cheney ở Wyoming. Thì bà Liz Cheney, đây là cuộc bầu cử sơ bộ thưa quý vị của Đảng Cộng Hòa để họ bầu ra để chọn cái người mà chạy đua với Đảng Dân Chủ. Thì bà Liz Cheney đó, thì xin thưa là bà Liz Cheney là 110 người bỏ phiếu đùa luận tội ông Donald Trump. Và ông Trump thì đưa một cái nhân vật gọi là chống lại bà tức là bà Herman, thì cuối cùng á là bà Lee Cheney đã thua, mặc dù bà gây quỹ rất là nhiều bà thua. Bà Lee Cheney là nhân vật số 3 của Đảng Cộng Hòa ở Hạ Viện, nhưng mà sau khi bà đòi luận tội ông Trump á, thì mấy người đó trút phế bà, nhưng mà bà là phó chủ tịch của Ủy ban điều tra ngày 6 tháng 1, tiếng nói của bà rất là mạnh mẽ. Mặc dù bà thua ngày hôm qua thì coi như bà thua rồi, nhưng mà bà tuyên bố đó, bà sẽ tìm mọi cách, bà nói là đây là cuộc hành trình về chính trị của bà khởi đầu, tức là trước đây bà làm là dân biểu rồi nhưng khởi đầu có thể bà bước qua những lạch vận mới chúng ta chưa biết được, nhưng mà để chờ xem như thế nào. Nhưng mà bà nói là bà đấu tranh để không bao giờ thấy Donald Trump trở lại tòa Bạch Ốc, đó là cái điểm của bà. Và bà mà là một người có bản lãnh, nhiều người cho rằng là bà là Đảng Cộng Hòa nhưng mà Đảng Cộng Hòa truyền thống chứ không phải Đảng Cộng Hòa đi phò Trump, đó là cái điểm mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Bà Lee Cheney đã thắc cử ở Wyoming. Cái điểm thứ hai là Bộ Quốc phòng của Nga xác nhận là họ bị phá hoại ở cái đảo Crimea mà họ chiếm của Ukraine từ năm 2014 đến giờ. Thì phá hoại là gì? Phá hoại thì các cái kho đạn ở đây bị nổ. Và cách đây một tuần lễ thì quý vị nghe đó là một cái phi trường bị tấn công. Mà tấn công do ai tấn công thì không biết, nhưng mà hư hại ở phi trường đã hư hại rồi, mà ngay cả chín chiếc máy bay chiến đấu cơ đó cũng bị hư hại nữa. Cái điều này cho thấy là ở Crimea là cái nơi mà có thể nó tiếp liệu cho cuộc chiến ở Ukraine của Nga tiếp liệu. Nhưng mà bây giờ hạ tầng cơ sở thì bây giờ Nga thú nhận là hạ tầng cơ sở của họ bị phá hoại. Đó là cái tin thứ hai. Cái tin thứ ba đó là ông McLeod. Ông McLeod các là quý vị ít có hay biết. Nhưng mà ông này McLeod tên của tiếng 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 Việt mà dịch ra đó là Lưu Đức Âm. Ông này là tổng giám đốc của TSMC. Ông này đó là bà Nancy Pelosi đi Đài Loan trong cái chuyến vừa rồi đó cũng gặp ông tổng giám đốc này. Ông này đó là người tổng giám đốc của công ty chất bán dẫn, mà bán dẫn trên toàn thế giới đó nha, nghĩa là cung cấp trên toàn thế giới, có thể 80-90% ở trên toàn thế giới, rất là quan trọng thưa quý vị. Thì ông này ông có tuyên bố như thế này, ông tuyên bố là thà là nếu gặp khó khăn á, thì ông đóng cửa cái TSMC chứ không bao giờ để lọt vào tay của nhà cầm quyền Trung Cộng, tức là một khẳng định. Mà nhà cầm quyền Trung Cộng cũng như là Đài Loan đó, Đài Loan thì họ rất là hãnh diện, họ qua cái công ty TSMC đó như là một hộ quốc thiên sư, tức là như một ngọn núi để mà che chở cho nước Đài Loan. Và thế giới đó thì họ 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 cũng quan trọng tới Đài Loan là vì chất bán dẫn, cho nên trong tương lai nếu mà có cuộc tấn công vào Đài Loan thì cái chất bán dẫn như thế nào. Vì vậy cho nên Mỹ, Nam Hàn, Nhật Bản,
Mỹ, Nam Hàn, Nhật Bản và Đài Loan họ liên kết với nhau, họ thành lập cái chất bán dẫn có thể là ngay ở Mỹ, đầu tư ở Mỹ khuyến khích. Và vì vậy chúng ta thấy một đạo luật mà Tổng thống Joe Biden ký đó là nhằm mục đích để thiết lập 280 tỷ, đó là để thiết lập cái chất bán dẫn trên toàn thế giới. Bởi vì một siêu cường như Mỹ mình cần không, mình phải chủ động mới được. Cho nên đây là những cái tin mà rất là quan trọng. Bây giờ trở lại với anh Quân về cái tình hình ở Hoa Kỳ. Tình hình Hoa Kỳ thì thưa anh, ngày mùng 8 tháng 8 đến ngày hôm nay là 17 rồi, hơn 9 ngày rồi. Nhưng mà cái sự lùm bùm ở nó vẫn kéo dài cho tới ngày hôm nay thưa anh và thưa quý khán giả. Cho nên có nhiều người nêu lên nhiều vấn đề quá, mà nào là tại sao xét nhà rồi xét nhà lấy passport của ông ta rồi trả lại passport, rồi nói là ai là người điềm chỉ ở trong cái với cơ quan FBI. À, tại sao cơ quan FBI họ biết là có cái thùng hồ sơ còn ở lại, ai là người điều chỉ, thì bây giờ họ nêu lên giả thuyết thôi thưa quý vị. Ở đây không ai dám nói là chắc chắn là ai cả, bởi vì cái vụ của ông Nixon đó, người ta nói 50 năm sau người ta mới tiết lộ, khi mà ông Nixon và một cái số nhân vật đó ở trong cái vụ án đó nó qua rồi người ta mới tiết lộ. Cho nên hiện tại thì không ai biết là ai. Tuy nhiên đón già đón non theo cái kiểu mà của Việt Nam mình đó, người có cái bao lá cải đó thì họ viết lên, họ nghi người này nghi người kia, thì chúng tôi và tiến sĩ Đinh Xuân Quân không dám quả quyết là ai cả, nhưng mà họ nghi, chúng tôi nói cái nghi của họ, họ nghi là con rể của ông Donald Trump là ông Kushner, rồi có người nghi là ông McMurdo là chánh văn phòng của ông Donald Trump, có người nó nghi là FBI đã gài người vào đó để làm việc, để tìm kiếm, để mà họ họ nắm cái tình hình, bởi vì họ thấy cái tài liệu quá nguy hiểm. À, thì bây giờ nói chung để rồi tiến sĩ Đinh Xuân Quân bắt đầu mổ xẻ, thì ông Donald Trump lúc nào cũng tạo ra quả mù và ông đưa ra những cái tin, nghĩa là toàn là nếu không nói là bôi nhọ xuyên tạc mất uy tín, ông nói FBI đó đã vào tịch thu ba cái passport của ông. Rồi khi ông nói đó thì FBI Bộ Tư pháp đã trả lại cho ông rồi, ông nói ông có ba cái ha. Rồi bây giờ ông nói là FBI là ăn cắp passport của ông. Tức là vô hình chung mình sỉ nhục một cái cơ quan công quyền như là FBI, CIA hay là Bộ Tư pháp. Bởi vì dù sao mình là một vị tổng thống, mình nói là mấy ông đó có thiếu trách nhiệm đã lấy hay thế này thế kia. Ông nói là ăn cắp, ông dùng những cái danh từ rất là lỗ mãng để mà sỉ nhục cái cơ quan công quyền của Hoa Kỳ. Đó đó là những cái điều mà chúng tôi nói. Vì vậy cho nên chúng tôi thấy trên Facebook á, của người Việt Channel có một người chúng tôi không tiện nêu tên, nó nói tại sao người Mỹ bây giờ họ coi ông Trump là cựu tổng thống của mình giống như kẻ thù, giống như Nga, như Trung Cộng ấy, tiết lộ hồ sơ bí mật cái này cái kia. Thì bây giờ chúng tôi vừa lược duyệt một cách tổng quát, bây giờ xin tiến sĩ Đinh Xuân Quân sẽ đi vào chi tiết dưới cái nhìn của ông như thế nào. Quý vị biết á, thì bao giờ cũng vậy. Tôi lấy một cái ví dụ nó hơi giống như vậy để trả lời gián tiếp vào cái câu hỏi của anh Hoàng Bách. Quý vị biết á, vấn đề mà Đài Loan là ai người Việt Nam là cũng theo dõi, là tại vì nó dính rất là nhiều với Việt Nam. Việt Nam là vì gì? Tại vì chống Trung Quốc. Thì bao giờ cũng vậy, chính sách Hoa Kỳ đó nó gọi là có một cái mơ hồ, không có rõ ràng về cái chính sách của Hoa Kỳ, là liệu Hoa Kỳ có vào giúp đỡ Đài Loan, cái đó mới là cái quan trọng. Và ở đây đó nó còn gọi là cái mơ hồ về chính sách đó, họ cốt yếu là mơ hồ. Thì ở đây trong vấn đề của ông Trump cũng như vậy, cái mơ hồ là sao, là bây giờ không biết ông Trump đó, thì lúc nào ông cựu tổng thống Trump nó lúc nào cũng muốn là tất cả những người chung quanh của ông ta đều phải, nghĩa là không những tuần phục mà nghĩa là trung thành vô điều kiện với ông cựu tổng thống Trump. Nhưng mà hiện bây giờ nó khi mà chát tòa, trong cái chát tòa đó mà mình cũng mới biết phân nửa thôi, cái chát tòa đó tại sao mà họ có cái chát tòa được, là tại vì họ biết có tin tức mà họ biết khá rõ ràng
Tại sao như vậy? Nhất là sau khi khám lần đầu vào tháng 1 năm nay đó, thì một ông luật sư của cựu tổng thống Trump nói rằng chúng tôi đã nộp tất cả các hồ sơ, nghĩa là mật, cho nghĩa là cơ quan NARA rồi. Nhưng mà tại sao bây giờ lại được, nghĩa là chát tòa, nghĩa là có chát tòa, nghĩa là một ông thẩm phán liên bang đã đồng ý trong cái cuộc điều tra này, và họ nói là còn tài liệu chứ chưa đưa hết. Thì quý vị thấy không? Khi khám ra nó thì đúng đúng thật, còn nhiều tài liệu tới 27 thùng, thì trong đó là có bao nhiêu tài liệu tối mật, rồi tài liệu mật, rồi tài liệu, thì người ta mới đặt cái câu hỏi ra làm sao mà biết như vậy. Thì quý vị đừng có quên á, khi mà tới khám xét á, là cơ quan FBI đã lấy những thu những cái phim quay về những cái họ đánh gắn mấy cái máy mà theo dõi đó, thì họ biết người nào vào cái chỗ để tài liệu hay không thì họ biết hết, nhưng mà họ có nói gì đâu. Quý vị thấy không? Khi mà ông cựu tổng thống Trump nói là quý vị yêu cầu quý vị gửi lại cho tôi ba cái passport, rất là đàng hoàng, viết rất là đàng hoàng, nhưng mà nghĩa là họ trả lại liền, tại vì vấn đề khám là họ chỉ khám những cái tài liệu trực thuộc vào NARA, vào cơ quan, nghĩa là gọi là ngân ngân cái gì đó, Lưu trữ, lưu lưu cơ trữ, quan lưu cái trữ cục quốc cục gia. lưu trữ quốc gia đó. Thì là cái đó là nếu mà nó không có tùy thuộc vào cái đó thì họ giữ làm gì, thì họ trả lại ngay lập tức chứ không có vấn đề gì hết. Thì lúc đó ông ta lại 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 la lối, chửi là ăn cắp này kia. Nhưng mà quý vị thấy không, đó là một cái lúc nào ông Trung cũng kêu là trước khi mà người ta xì cái chát tòa ra đó, thì ông ta nói là ông ta bị nghĩa là FBI chiếm đóng vào tịch thu tài liệu vân 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 vân, mà ông ta có cái chát tòa ông ta sao không nói ra. Bao giờ mình biết, bao giờ cựu tổng thống Trump đó cũng là đưa ra một số hỏa mù, và khi đưa ra hỏa mù thì ông ta dựa trên cái đó mà nghĩa là gọi là kêu gọi dân chúng đóng tiền vào, đóng tiền để ông ta lấy tiền chứ không có gì hết. Nhưng mà ở đây đó quý vị thấy không, cái chính sách nửa vời đó không có nói hết. Hiện giờ đó Bộ Tư pháp vẫn chưa nói hết tại sao họ tới nghĩa là xin chát tòa và họ điều tra về cái gì. Cái đó thì chắc chắn là ông tòa ông phải biết, ông biết rồi ông mới cho khám, ông mới cho ký cái chát tòa. Tại vì phải khi mà ký cái chát tòa là phải có probable cause, nghĩa là có nhiều xác suất là có những chuyện nó xảy ra, và họ điều tra về cái gì. Thì họ đâu có nói họ điều tra về cái gì, họ có thể điều tra là ông ta lấy tài liệu rồi. Quý vị thấy không, sau khi mà người ta khám xét rồi mà thấy cái tài liệu đó, thì ông Trump lại nói là ở tất cả những cái tài liệu ông ta là declassify, nghĩa là giải mật, không còn mật nữa, thì đâu có sao. Rồi người ta nói là toàn là những cái gọi là những cái muốn chứng minh là mình không có tội, nhưng mà chứng minh chặt hết, chặt hết. Là tại sao? Là tại vì họ, nếu mà chúng ta biết theo dõi những cái tin tức đó, thì thấy là đây là vấn đề gọi là một trong những cái mà họ điều tra là vấn đề espionage, là ác, nghĩa là về vấn đề mà là tình báo. Thì ở đây đó không phải là tài liệu mật hay không mật, những một số tài liệu nào đó chỉ phải để ở chỗ mà rất là nghĩa là có nghĩa là an ninh, mà nhà một một người bình thường thì làm sao có an ninh được. Thành ra
tài liệu có classify hay giải hay là declassify, nghĩa là giải mật rồi, cũng không có dính vào vấn đề này, cũng là có tội hết. Thì quý vị nhớ đó, sau khi mà ông ta la lối là nhà tôi bị kiếm đóng này kia rồi, quý vị đóng tiền, nghĩa là cố gắng đóng tiền để chúng tôi bảo vệ cái ấy, nhưng không có ai mà tới khám một nhà một ông cựu tổng thống hết. Thì khi mà ông bộ trưởng, và ông bộ trưởng gọi là Vi chính phạm. phủ nó nói đó, thì ông ta nói chính tôi là cái người ký cái lệnh đó để đưa lên quan tòa xin một cái trát tòa, và xin cái trát tòa đó để vào khám phá, vì tôi nghi nghĩa là ở trong đó còn nhiều tài liệu, và đúng quả thật tìm thấy rất là nhiều tài liệu còn sót chứ chưa có hết. Do đó là cái này mới là nặng, là ông cựu tổng thống Trump dính vào cái phạm pháp về cái luật mà gọi là tình báo, dự trữ những cái, nghĩa là trữ những cái tài liệu mà ngoài cái vấn đề mà gọi là không có an ninh đó. Đó là một. Cái thứ hai, luật sư của ông ta nói là đã đưa hết rồi mà người ta vẫn tìm là còn những tài liệu, nghĩa là mật, nghĩa là chống lại, không chịu đưa trả lại cho NAIRA những cái tài liệu này. Thì tôi thấy đó, thì quý vị có thấy đó, là ít lâu nay đó thì ông ta cũng nói làm sao hạ nhiệt được, chính ông ta nói cho Bộ Tư pháp nói là làm sao chứ hạ nhiệt cái việc này. Thì quý vị thấy là, mà có một cái tin nữa là quý vị thấy bây giờ cựu tổng thống Trump rất là khó tìm những cái luật sư danh tiếng mà bảo vệ cho ông ta. Tại sao? Tại vì những cái luật sư này họ nói rõ ràng cho nó là ông này là một cái người mà không chịu nghe một cái người client, nghĩa rất là khó khăn. Người ta khuyên bố các luật sư, nghĩa là khuyên ông ta cái này thì ông ta làm cái kia. Đó là một. Cái thứ hai đó, họ sợ là ông ta không trả tiền nữa. Thì đây đó quý vị thấy không? Mà một trong những, vì vậy một trong những luật sư mà bây giờ mà bảo vệ cho ông Trump đó là một luật sư chuyên môn về parking, nghĩa là parking là cái đậu xe hơi đó. Thì quý vị thấy là những cái chuyện đó nó cho thấy, mà ở bên Mỹ đó, lẽ nhiên anh Hoàng Bách nói là có thể 50 năm sau khi người ta giải giải mật đó, thì người ta mới biết người nào là tình báo. Nhưng mà đối với tôi đó, cái xác suất, nghĩa là cái xác suất cao nhất đó là những người làm việc ở cấp dưới, làm việc cho ông Trump. Quý vị nhớ không, khi mà có ra khai về ủy ban 6 tháng 1 đó, cái người mà khai ra mà có hại nhất đó là một cô thư ký, cô Hutchinson, cô thư ký cho Mark Meadows, là một cô, nghĩa là nếu mà gọi theo miền Nam thì gọi là bí thư của ông Mark Meadows đó, là cô ta biết những cái chuyện gì nó đã xảy ra mà khi cô ta khai ra đó thì là đúng sự thật hết và người ta kiểm chứng được hết. Do đó đối với tôi mà nói là ông Kushner hay ông Meadows mà ấy ra đó thì nó là giả thuyết thôi. Đối với tôi thì cũng là một cái giả thuyết, nhưng mà mình cứ nghe thôi. Nhưng mà những cái xác suất mà tôi thấy là ghiền nhất đó là những người ở cấp thấp, thư ký hay là những cái người mà làm nghĩa là phục dịch cho đó, thì họ mới biết là ở đâu chứ. Mà khi mà vào đó, luật sư đã ký giấy đàng hoàng là chúng tôi đã nộp hết rồi, mà bây giờ họ tìm ra mấy chục cái hộp đó, trong 27 cái hộp đó có bao nhiêu tài liệu về tối mật, tài liệu mật vân vân, thì rõ ràng là nó cho thấy là gì. Nó lao. Thì anh Hoàng Bách nói là đúng rồi, không những nói láo, luật sư nói láo, tổng thống nói láo, tất cả mọi người trong đó là nói láo hết, mà nói láo như vậy là phạm luật, không không cãi được, không cãi được. Mà quý vị nhớ là thế vậy, cái sứ Hoa Kỳ đó họ cũng là rất là
là khôn trong cái vấn đề mà sử dụng các luật lệ để bắt những người tội phạm. Trong những thập niên 30, 40 đó, cái người tội phạm lớn nhất đó của mafia đó là Al Capone. Đúng không? Al Capone đó là bị bắt và bỏ tù. Không phải là vì ông ta giết người. Ông ta đã ra lệnh giết không biết bao nhiêu người, nhưng mà ông ta đâu có bị bắt về luật giết người đâu. Ông ta bị bỏ tù, bị bắt và bị bỏ tù về vấn đề ăn gian thuế. Hai cái nó không có dính vào nhau gì hết. Quý vị thấy không? Thì quý vị thấy bây giờ đó tích chữ tài luật mà nghĩa là tài liệu mật nó có dính gì vào vấn đề ăn gian nói dối đâu. Nhưng mà nó là cái tội. Và cái tội này có thể đưa cho ông cựu tổng thống 45, công cựu tổng thống Trump vào tù, nghĩa là bị kết án. Còn kết án, còn thi hành kết án hay không là một chuyện khác nữa, chưa có nói về cái chuyện đó. Nhưng mà ở đây đó, quý vị thấy không? Mấy hôm nay, ít lâu nay đó, sau khi người ta tìm ra những tài liệu, sau khi các tòa được đưa ra và tìm được những cái tài liệu mật tại tư dinh của cựu tổng thống 45 đó, rõ ràng là ông ta hạ nhiệt ngay. Tại sao? Vì rõ ràng là không có chối cãi quý vị đó. Tôi luật sư của tổng thống Trump xác nhận là tất cả tài liệu mật là đều đưa lại cho, trả lại cho là cơ quan NARA rồi. Nhưng mà bây giờ là tại sao mà khi có chất tòa tìm ra được những tài liệu mật thì bây giờ nói cái gì bây giờ? Có phải là anh Hoàng Bách này nói là nói dối, nhưng mà không phải, cái đó không quan trọng. Anh phạm luật, rõ ràng nó đưa ra là anh đã phạm luật. Và phạm luật này đó thì ai cãi cho quý vị? Thì dần dần thì tòa án nó sẽ tới. Như là tuy có một điều rất là quan trọng, có một điều rất là quan trọng mà ít người để ý là quý vị có thấy ông tổng thống 46 là ông Biden nói gì không? Tòa bạch ếch không nói gì cả, không nói một câu. Người nghĩa là phát ngôn viên của tòa bạch ếch chỉ nói là chúng tôi, tổng thống Biden cũng như các quý vị khác, chúng tôi chỉ biết tin tức này khi báo chí đăng ra là đã có, mà không phải báo chí. Tại sao báo chí đăng ra? Vì ông tổng thống 45 nói là ông ta bị khám xét, chứ có báo chí nào. Bộ Tư pháp làm việc một cách rất là có thể nói là khôn ngoan, hay là có thể nói là họ kín đáo, kín miệng, không có báo chí nào biết. Báo chí biết ra trừ khi là lúc đó là ông tổng thống Trump, cựu tổng thống Trump nó nói ra là tôi bị khám, chứ nghĩa là Bộ Tư pháp đâu có nói cho báo chí, báo chí đâu có nói gì, đúng không? Thì ở đây đó cũng vậy, tòa bạch ốc cũng nói một cách rõ ràng lắm là chúng tôi cũng như tất cả, nghĩa là khán thính giả, tất cả nghĩa là công dân Hoa Kỳ biết ra khi báo chí đưa ra cái việc là tư dinh của tổng thống, cục tổng thống 45 thì khám mà thôi. Nghĩa là cái gì? Là ông Biden đã giữ lời hứa, chúng tôi sẽ để, khi tôi lên làm tổng thống sẽ để Bộ Tư pháp làm việc một cách công minh và làm việc một cách độc lập. Tôi không có chính trị hóa và dính vào những cái chuyện của gọi là Bộ Tư pháp. Ông ta cũng không biết trước, ông ta cũng biết cũng như mình thôi. Thì cái đó là quan trọng. Nhưng mà thường thường đó, quý vị thấy người ta đưa hỏa mù ra thì nói toàn những chuyện trên trời dưới đất, mà khi mà đưa chát tòa ra thì nghĩa là hạ nhiệt ngay lập tức. À, vâng, cái Đó. điều này muốn muốn hỏi với anh Quân về vấn đề mà dư luận ở bên ngoài, đặc biệt là những một số trang người Việt của mình nêu lên cái vấn đề. Đầu tiên thì ông nói là FBI đã lợi dụng khi ông vắng nhà để tới tịch thu, đây là chiếm đoạt hay là một cách gọi là một cái dinh thự rất là đẹp đẽ, họ vô họ chiếm đoạt, họ lũng đoạn, họ làm thế này thế kia, họ chính trị quá.
Rồi sau khi mà tìm có tài liệu rồi, chắc có receipt đưa lên rồi đó, thì ông có vẻ hạ nhiệt xuống. Bây giờ ông hạ nhiệt ông bằng cách là cơ quan công quyền vào ăn cắp ba cái passport của ông. Ông dùng những cái lời lẽ rồi lẽ ra đó thì họ truy tìm là ai là người đưa ra cái vấn đề này cho phép. Ví dụ như ông chánh án đã cho phép để xác khám FBI có quyền để tới lục soát cái tư dinh của ông, nhưng mà ông Trump lại đưa cái mũi dùi tấn công vào ông Merrick Garland và tấn công vào FBI cũng như các cơ quan tình báo và kể cả cảnh sát. Cho nên làm chi? Mục đích của ông Trump là kích động cho người ta có sự căm thù. Cái nhà tôi như vậy mà nó vào sát, mà vào sát trong lúc tôi không có nhà, lục lọi lấy cái này lấy cái kia vân vân và ăn cắp. Thì ổng làm như vậy để tạo cho người những người mà ủng hộ ông căm thù vào các cơ quan công quyền như là cảnh sát, như là FBI, như là Bộ Tư pháp. Thành ông cái mũi dùi của ông không nhắm vào ông chánh án mà cho giấy phép, mà ngược lại nhắm vào Bộ Tư pháp. Thì đây là ông là như vậy đó, thì nó khuyến dụ và đồng thời họ đưa ra những cái thuyết âm mưu, những thuyết âm mưu lục soát nhà giống như kiểu cộng sản, tức là rồi một số người Việt mình là tung hô thấy ông nói có lý quá, nhưng mà không nắm được vấn đề. Tới khi thì ông Trump có những cái hồ sơ tịch thu mấy chục thùng rồi đó, là trong đó có 11 tập hồ sơ là tối mật, tuyệt mật và mật cũng như là bảo mật vân vân và vân vân. Thì lúc đó ông hạ nhiệt, ông nói là ô bây giờ thì cái tình hình nó quá căng thẳng bốc lửa rồi, quý vị cần thì chúng tôi sẽ yểm trợ với quý vị để hạ nhiệt. Tại sao cái mưu đồ hay là cái đưa ra những cái quả mù đánh lạc hướng, dùng thuyết âm mưu để lung lạc người dân, tạo ra hận thù ở với các cơ quan công quyền, thưa anh Quân? Chúng ta biết là chúng ta đã có 4 năm của Tổng thống Trump rồi. Chúng ta biết là khi nào có một cái gì đó là ông ta la lối, nêu lên những cái chuyện mà không có đúng. Tại sao không đúng? Rõ ràng ở đây là quý vị biết, ông ta có chát tòa và có luật sư của ông ta có mặt tại hiện trường. FBI vào không có phải là không có luật sư biết. Luật sư nhận được chát tòa mà ông ta cũng nhận được chát tòa là ông ta biết trước. Tại sao ông ta không đưa ra? Ông ta bao giờ cũng vậy, đưa hỏa mù ra. Tới khi mà Bộ Tư pháp thấy là nói hơi quá thì họ mới nói là cứ để cho tòa án cho biết là cái chát tòa nó nói cái gì, thì lúc đó người ta mới biết và lúc đó ông ta mới hạ hạ nhiệt xuống. Là họ cố ý, họ làm việc rất là gọi là cẩn thận để tránh cho việc mà gọi là khi ông Trung có đó mà họ tới khám. Đó là một, là cố ý chứ không phải là không. Cái thứ hai nữa, có luật sư của ông Trung ở đó mà ông Trung cũng biết chắc toàn là có đó nữa. Tại sao ông ta không nói? Vì vấn đề xác tòa thành ra người ta tới khám nhà của tôi này kia. Để dĩ nhiên quý vị biết đó, ở bên Mỹ đó luật lệ nó rất là rõ ràng. Ông thẩm phán liên bang phải thẩm phán liên bang mới được. Phải đọc cái bài của Bộ Tư pháp và nói là nếu mà có nhiều xác suất có phạm tội gì, ba cái luật phạm tội đụng vào một cái luật về vấn đề mà spy, nghĩa là vấn đề Giao espionage, vấn đề điện. gián điệp, dự trữ những cái tài liệu của chính phủ, thì lúc đó đó ông ta mới hạ nhiệt. Tại vì ông ta nó lúc nào cái đó là một cái chính sách gọi là lâu đời của ông cựu tổng thống đúng không, ông cựu tổng thống Trump lúc nào cũng đưa hỏa mù ra. Khi đưa hỏa mù ra mà bây giờ kẹt rồi đó thì là hạ nhiệt. Nhưng mà khi ông ta đưa hỏa mù ra đi, ông ta để khuyên được một số tiền, nói là chúng tôi là cần tiền để nghĩa là bảo vệ, phải trả tiền luật sư để bảo vệ, nghĩa danh dự của tổng thống 45 vân vân và vân vân, thì ông ta là được một số tiền. Nhưng mà ở đây đó quý vị thấy không, bao giờ cũng vậy, không có bao giờ mà
nhảy vào quá sớm mà bảo vệ thành ra bây giờ. Quý vị thấy là tất cả những ông dân biểu, những cái người mà gọi là của Đảng Cộng Hòa bây giờ hớ hết, hớ hết, hớ rõ ràng. Như bây giờ con nào dám lên tiếng nữa không? Im hết, tại vì nó đụng vào cái luật là gián điệp. Thành ra cái người một con nít đó, ông ta đâu có nói là Bộ Tư pháp đâu có nói là những cái tài liệu mà mật hay là giải mật rồi, họ không có nói về cái đó. Họ chỉ nói là vi phạm luật về gọi là luật an ninh về vấn đề gián điệp, thì là nội cái việc mà dự trữ những cái tài liệu trong những cái nơi mà không đủ an ninh đó, đó là phạm tội rồi. Thành ra bây giờ đó có ai nói về vấn đề thì lúc đó, lúc đầu đó thì họ nói là ồ, những cái tài liệu đó là ông tổng thống ông đã nghe là giải mã rồi, giải mật rồi, nhưng mà không thành vấn đề. Giải mật hay không giải mật, anh giữ những cái tài liệu, ông giữ những cái tài liệu đó tại những cái nơi không đủ an ninh đó là ông phạm tội rồi. Thì ở đây đó quý vị thấy không, bây giờ sau một tuần là nghĩa là im di mét, có ông dân biểu nào mà dám lên mở miệng mà nói nữa không? Tại vì nhảy vào bênh một cách như là mù quáng, không biết sự thật ra sao mà đã nhảy ra bênh rồi, thì bị vậy bị hớ, và hớ rồi đó thì là gặp nhiều khó khăn. Có ai tin được quý vị mà quý vị lúc nào cũng lên nói là, tôi lấy một cái ví dụ, nếu mà người Việt Channel mà cứ đưa ra những cái tin tức mà gọi là hỏa mù hay những cái tin tức mà gọi là conspiracy theory đó của những cái người mà, thì ai mà tin được? Nói một lần thôi, nói lần thứ hai là không ai tin hết. Vì vậy có bao giờ, nếu mà có nói thì chúng tôi nói đây là báo chí nói, đây là cái này cái kia, chứ không có phải là từ đứng ra mà nói là bảo vệ ông kia một cách. Ông ta rõ ràng là một thằng con nít, một người con nít cũng biết là khi sau khi mà đọc cái giá tòa đó, biết là mà họ tìm ra những cái tài liệu này thì là có tội rồi chứ còn cái gì nữa. Nó Dạ rõ vâng, anh ràng. Quân nói rất là đúng, là cái tài liệu này đó là lưu trữ hồ sơ quốc gia. Khi anh mang ra khỏi nhà đó là anh không khỏi rời rồi, là anh phải báo cáo rồi. Còn đang này lâu quá, phải một tập hồ sơ mà tới mấy chục thùng hồ sơ, mà đã trao lại 15 thùng rồi, bây giờ còn mấy chục thùng nữa. Đây là anh vi phạm lấy hồ sơ của chính quyền, của nhà nước, của nhân dân mà đem về của riêng của mình là phạm tội rồi, chứ đừng nói là cái nó giải mật hay giải mã hay là bạch quá rồi không thành vấn đề. Có thể là bạch quá nhưng mà anh không có tư cách để bạch quá, anh về nhà rồi anh còn mang theo, cái đó là cái vô Không, lý. để Bây giờ tôi kể cho ông một cái chuyện, tại vì cái đó là cái kinh nghiệm cá nhân của tôi khi làm cho Bộ Ngoại giao đó. Có một số tài liệu đó lúc nào họ cũng để trong cái là cofre, nghĩa là cái thùng, cái safe đó, để trong an toàn, hả. để cho an toàn. Mỗi lần vào lấy cái hồ sơ mà cái người đó mở cái cốp ra đó thì phải ký giờ nào, ngày nào, người nào ký vào, tôi đã giờ này tôi đã lấy cái hồ sơ này và tôi để tôi nghĩa là truy nghĩa là tôi đọc, và giờ nào tôi sẽ bỏ vào, từng giờ vào để lại và khóa lại. Mà cái người mà ký cái đó là phải có cái credential là top secret mới lấy được. Thì mình thấy chỉ có những cái hồ sơ của tòa đại sứ không mà nó khó như vậy rồi, chưa nói gì những cái hồ sơ mà tối mặt của quốc gia. Thì cái kinh nghiệm cá nhân của tôi nó cho thấy là mỗi lần mà cái nhà đó là nó để trong cốp vô mà gác tùm lum hết, chứ không phải là tự nhiên mà lấy được đâu. Thành ra mình thấy nội cái này không đó thì có kêu oan với những cái người mà họ không biết thôi. Ví dụ tôi đã làm cho Bộ Ngoại giao rồi thì tôi biết cái chuyện này là không thể nào có thể chấp nhận được. Quý vị thấy không? Khi mà quý vị đã làm cho chính phủ Hoa Kỳ, chính phủ quý vị sử dụng cái máy computer,
cả cái gì quý vị làm ra đều trực thuộc của Bộ Ngoại giao. Đó là rõ ràng mà, trước khi làm nó phải ký rồi, nếu không phải là không. Thì do đó, những cái chuyện gì đã xảy ra tại như là tư dinh của cựu tổng thống 45 là chuyện tội tày trời, tày trời, vì vấn đề nó đụng vào vấn đề mà an ninh quốc gia, những tài liệu nghĩa là tối mật. Thành do đó đó, những cái người Việt chúng ta mà không hiểu cái đó đó, thì tôi vì vậy tôi mới chia sẻ cho quý vị, cái người mà mở ra cái thùng cốp ra ra phải ký vào tôi là ai, mà phải có người chứng nhân, phải hai người, không phải là bây giờ cũng một người mở được. Đó là một, phải ký vào giờ nào, lấy hồ sơ nào ra, rồi giờ nào bỏ vào. Thành ra nó khó lắm, chứ không phải là nói như cái chuyện mà trên trời dưới đất mà nói người ta vào người ta khám nhà tôi, mà tự nhiên người ta khám nó không phải xứ Hoa Kỳ, không phải là xứ Việt Nam, mà công an khu vực lúc nào cũng có thể vào nhà mình được, không có vào được. Dạ Đó, phải có chát toàn. Mà khi mà hồi Việt Nam Cộng Hòa cũng vậy, khi vào khám nhà phải có chát toàn, chứ không có phải nói là muốn vào nhà ai cũng được đâu. vâng. Nhưng mà ông Trump lúc nào cũng nói là xã hội Hoa Kỳ bây giờ giống như là một cái quốc gia thứ ba, tức là những cái quốc gia mà nghèo đó, tức là làm cái gì Banana Republic đó. cũng là Nhưng mà ông ta nói thế đó, khi ông ta nói cái lời đó ra đó là ông ta tự nói dối, tại vì Banana Republic nó không có khám gì hết đó, mà nó lại còn cực đoan hơn nữa, chứ không phải như vậy. Thành ra người ta có chát tòa làm sao mà Banana Republic được, là phải có ông tòa mà tòa liên bang ký, chứ không phải, mà phải có nhiều xác suất có tội phạm thì ông tòa mới ký, chứ không có phải. Cũng như là tôi nói cái chuyện mà khi mà mở cái cốp report ra, lấy cái tài liệu mật ra, phải có hai người, không phải một người, rồi phải ký vào giờ nào, lấy cái gì, lấy tài liệu nào, rồi xong rồi đậy vào. Thành ra những cái chuyện đó là không có thật đâu. Dạ vâng. À, trở lại với vấn đề mà chúng tôi vừa nêu lên đó, là có một số người viết trên nhà Facebook cho rằng là tại sao người dân Hoa Kỳ lại coi ông cựu tổng thống Donald Trump như là kẻ thù của nước Mỹ, bởi vì các yếu tố mà anh Quân vừa nêu lên. Thứ nhất là quốc gia Hoa Kỳ là đệ nhất siêu cường trên thế giới. Ông lại nói quốc gia Hoa Kỳ, quốc gia của chúng ta bây giờ giống như quốc gia nghèo đứng hàng thứ ba, thì những quốc gia nhược tiểu, quốc gia không phát triển, mình là tự hào là một quốc gia có dân chủ, là người dẫn đầu trên thế giới, mà ông đánh giá như vậy tức là phản quốc rồi. Cái thứ hai là những cơ quan công quyền như FBI, những cơ quan công quyền như cảnh sát, một mặt đó, thì họ nói ô bên dân chủ đồ các ngân sách của cảnh sát, nhưng mà ngược lại họ lại tạo cho cái mâu thuẫn giữa người dân và các cơ quan công quyền bằng cách là FBI vào ăn cắp bắt bò của ông, để đến nỗi những cái người như là một cái anh 42 tuổi mà ở Ohio đi vào cơ quan FBI để mang theo súng để mà có thể bắn vô, nhưng mà cuối cùng là bỏ chạy rồi anh ta bị bắn. Thì cái điều đó cho thấy, hoặc là một cái ông ở DC lái lái vô đụng vô Capitol, vô cái thành của Capitol rồi phải tự tử, tức là ông đã xui thúc giục kích động những cái thành phần mà theo ông đó căm thù nước Mỹ, căm thù cảnh sát, căm thù dân chủ, căm thù Biden, là đúng ra là người lãnh đạo là nên hỗ trợ, nếu có chỗ nào sai thì mình phê phán một cách đứng đắn đàng hoàng, còn không thì thôi. Đằng này ông tạo cho nước Mỹ thêm phân hóa, tạo cho nước Mỹ thêm kỳ thị, tạo cho nước Mỹ coi như là một cái quốc gia nghèo ở trên thế giới này, thì làm sao mình tự hào được khi Nga cũng như là Trung Cộng họ luôn luôn họ nói ô tôi cũng dân chủ vậy. Tôi bây giờ Trung Quốc họ đang nghĩa là họ chế ra một cái họ họ tự cho rằng là họ là một cái thể chế mà có thể phổ biến trên thế giới, có nghĩa là cái mẫu của Trung Quốc mình cho đó là có cái chế độ độc tài. Thì bây giờ
chính miệng của ông cựu tổng thống nói là nước Mỹ là nước nhược tiểu, nước Mỹ là nước người gọi là không có dân chủ, thì rõ ràng là gãy ông đập lưng ông, tức là coi như mình nói với người ta, nói với Nga, với Trung Cộng là mình là một quốc gia không có dân chủ, FBI tự động vô nhà xác rồi lấy truy kích rồi thế này thế kia, dùng những danh từ tự nhiên là phản bội lại quốc gia của mình. Cho nên những cái yếu tố này đó, ông Trump lúc nào cũng tạo ra những cái danh từ kích động quả mù và đưa ra thuyết âm mưu để tạo trong cái xã hội luôn luôn có cái sự lung lạc rối loạn. Vì vậy cho nên nhiều người họ nói họ ông Trump đúng ra còn nguy hiểm hơn là những kẻ thù của Hồi giáo mà tấn công vào ở các cái tháp đôi của ở New York nữa, bởi vì một người mà luôn luôn tạo gọi là nội địa đó, gọi là chiến tranh nội địa, nó tạo ra cái sự mâu thuẫn nó rất là nguy hiểm. Bây giờ thì anh là một cái chuyên viên về kinh tế, chúng tôi thấy ở trên email có một số người nói là anh Quân khi phân tích khang chính sách của ông Biden mà trong 4 năm vừa rồi ông khang cho ông Trump, đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, người này đó hình như là họ cũng có theo dõi các chương trình, họ nói tại sao anh Quân lại nói là cháu, tức là con của Ivanka, hát khi mà ông Tập Cận Bình ghé thăm tòa Bạch Ốc, và ở nơi đây đó ông cho cháu của ông lên hát cái bài của Trung Quốc để mà tặng cho Tập Cận Bình. Thì rõ ràng đó là cái người này họ viết là ô, một con nít mà nó có nhiều ngoại ngữ, nó biết tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tàu, tiếng Tây thì nó là tốt. Đúng, người này nói đúng, nhưng mà họ nó không không có hay là sao? Mình lãnh đạo một quốc gia, tức là biểu tượng cho cả một cái dân tộc. Mình đi hát người khác mà người khác tới đây, rõ ràng là mình sẵn sàng làm nô lệ cho cái ngôn ngữ của nước đó. Cho nên khi mà cái bài hát cháu của mình là hát, nếu bình thường mình dạy nó là đồng ý, nhưng mà cháu của một tổng thống lãnh đạo của đất nước Hoa Kỳ hát cái bài này, tức là tự sỉ nhục lấy quốc gia của mình mà qua quốc gia Trung Cộng như là chính. Cho nên cái ông này đó khi mà viết cái bài phê phán cái điều này thì chúng tôi thấy là ông chỉ nhìn biết một mà không biết hai, đánh giá như lại hoàn toàn sai, ai cũng lên án là rõ ràng gia đình của Donald Trump đã có nhiều thương hiệu ở Trung Cộng. Bây giờ thì ngày hôm qua cũng là ngày đặc biệt, Tổng thống Joe Biden đã ký một cái sắc lệnh, một cái đạo luật mà đã được Thượng viện cũng như Hạ viện thông qua. Bây giờ Hạ viện thông qua rồi, 220 trên 207, và gửi ông ngày hôm qua ông ký. Ông cho rằng đây là sự chiến thắng của người dân Mỹ. Thì xin anh Quân có thể phân tích cái dự luật này, cái tầm quan trọng nó ra sao. Trước ngày bầu cử, người ta cho rằng là trong những ngày vừa qua đó thì bên ông Biden có nhiều điểm mà lợi, rất là lợi trong cái mùa bầu cử. Mời anh. Tôi là kinh tế, thành ra lúc nào tôi cũng 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 cố gắng đưa những yếu tố kinh tế để cho quý vị đánh giá. Tại vì thường thường nói về kinh tế đó thì phải có con số, mà con số đó thì không ai cãi được hết, trừ có những cái người mà là không có thành thật. Trước hết đó, tôi đã nói trên nhiều cái là diễn đàn là vấn đề xăng đó không phải là do ông tổng thống Trump hay ông tổng thống Biden, nhưng mà nó do là cái gọi là cái thị trường dầu khí. Trong cái thị trường dầu khí đó thì quý vị thấy là vì chiến tranh Ukraine thì và vì cấm vận, do đó trên cái thị trường dầu khí đó cái xăng và khí của Nga đó không được đưa lên thị trường nữa, và do đó nó có cung vào cầu, nó có khác, và khi cung và cầu khác đó thì giá nó lên. Đó là một cái. Thứ hai nữa là khi mà bây giờ kinh tế thế giới vì chiến tranh, vì Covid, vì này vì kia nó xuống đó, nó giảm đó, thì tự nhiên là vấn đề cung nó nhiều hơn là cầu thì giá xăng nó xuống. Thì hiện giờ quý vị biết trong vấn đề mà xăng của chúng ta xài đó
40% nó là cái giá dầu khí ở trên thế giới. 15% của cái giá xăng của chúng ta đó là vấn đề lọc dầu. 15% còn lại đó, nghĩa là nửa đó là vấn đề thuế má, và 7% nó là những cái vấn đề mà lẻ tẻ đó. Thì quý vị thấy là khi giá xăng trên thế giới nó cái thùng dầu, cái giá thùng dầu nó giảm đó, thì xăng nó sẽ hạ xuống. Và quý vị biết là hiện giờ đó là hơn 6 tuần rồi mỗi ngày xăng đều xuống hết, và tôi có thể đoán cho quý vị là xăng còn xuống nữa là tại vì vấn đề trên thế giới, vì chiến tranh Ukraine, vì trừng phạt Nga, vì nghĩa là hoạt động kinh tế nó sẽ giảm xuống, thì tôi nghĩ là giá xăng dầu còn tiếp tục xuống nữa. Đó là một cái đánh giá của một chuyên gia, đó là một cái. Thứ hai nữa, tới bây giờ đó vấn đề mà gọi là thất nghiệp đó, con số chính thức của bộ là thương mại đó là 3.5%. 3.5% là chưa có ông tổng thống nào, kể cả ông Trump, đã đi được tới cái chỗ đó. Trước đây nó là 3.6% là thấp nhất, mà bây giờ nó còn xuống hơn nữa. Quý vị cứ nhớ là hiện giờ tại Hoa Kỳ vì vấn đề Covid, vì này vì kia, vì đủ thứ chuyện hết, thì mỗi một chỗ mà mỗi một người đều có xác suất là 2 việc, một người xin việc thì có tới 2 việc để xin, chưa bao giờ có cái chuyện đó hết. Nghĩa là hiện giờ Hoa Kỳ đang thiếu người làm việc, trong khi trên cả thế giới đó là người ta còn thất nghiệp tùm lum hết, trong khi tại Hoa Kỳ dư việc để cho người ta làm mà người ta chưa muốn làm, không muốn làm. Đó là cái chuyện quan trọng, chưa có ai tới được hết. Cái thứ ba nữa, tới bây giờ đó, trong 2 năm trời đó của ông Biden đã gây nhiều việc làm hơn là tất cả mấy ông tổng thống đã qua, từ ông Bush, từ ông Obama tới ông không có người nào gây được nhiều công ăn việc làm như là ông Biden. Người Việt chúng ta là nhiều người, Hoa Kỳ nó kêu là Sleepy Joe, là cái ông ngủ gật, còn cái người Việt cứ kêu là bí đần. Không phải đâu, ông này rất là thành công vì ông ta thông qua được những cái đạo luật mà chưa bao giờ Hoa Kỳ đã làm được. Ví dụ mới đây anh Hoàng Bách đã nói hôm qua là chúng ta ký cái loại luật gọi là IRA. IRA là gì? Inflation Reduction Act, nghĩa là luật về giảm lạm phát. Cái luật lạm phát đó, thì tôi có thể tóm tắt cho quý vị, nó là Build Back Better ở cỡ nhỏ. Ông ta đã nói qua cái đạo luật về hạ tầng cơ sở, bơm tiền vào để tái xây dựng hạ tầng cơ sở cho Hoa Kỳ, để Hoa Kỳ có sức cạnh tranh cao. Cái thứ hai là những cái tôi coi như là quan trọng cho kinh tế Hoa Kỳ, đó là gọi là PAC, nghĩa là Chip Act đó, nghĩa là nói về xây dựng, gọi là lúc nãy anh nói về TSMC đó, thì xây dựng lại công nghiệp chip cho Hoa Kỳ. Trước đây Hoa Kỳ là cái người chế ra chip và nắm 32% của cả thế giới, mà tại sao bây giờ còn 12%? Tại vì mấy ông nhà giàu đó có lợi, thấy có lợi mang qua bên Trung Quốc làm chip rẻ hơn, lời nhiều hơn, thì bây giờ phải tái xây dựng lại chip. Vì vấn đề nghĩa là khi toàn cầu hóa mà bị cắt đứt vì vấn đề Covid đó, thì Hoa Kỳ phải xây dựng lại, và Hoa Kỳ sẽ xây dựng, đang xây dựng rất là lớn về cái chuyện đó. Nhưng mà xây dựng công nghiệp hạ tầng cơ sở chưa đủ, phải xây dựng con người nữa. Và trong cái việc xây dựng con người đấy, cái vấn đề gọi là luật về IRA, tôi thấy nó là một cái luật nó giúp cho Hoa Kỳ có cái sức cạnh tranh trong tương lai. Tại sao? Ở vấn đề đó. Từ năm 1970 tới bây giờ, Hoa Kỳ hộ nghĩa là lúc nào cũng như giao là khí hậu là quan trọng, khí thải là quan trọng, mỗi một năm bao nhiêu khí thải, do đó là nghĩa là trên thế giới mưa bão
tùm lum hết, nó lệch lạc hết vì vấn đề khí thải. Do đó muốn xả khí thải đó thì nên dùng xe hơi điện, ít dùng những cái xe hơi mà nó dùng nó thả, nghĩa là carbon đó, nghĩa là thả chất CO2 đó. Thì lần đầu tiên mà bao nhiêu tổng thống muốn làm rồi mà không làm được, mặc dù không có đa số ở thượng viện mà ông Biden đã thông qua được. Thế là giỏi, rất là giỏi. Có ai làm được không? Ông Obama làm không được, ông Bush làm không được, ông Clinton làm không được, ông Trump làm không được. Bây giờ ông Biden làm được thì phải khen người ta chứ. Sự thật vẫn là sự thật. Trước hay chưa hết về khí thải không, nhưng mà bây giờ lần đầu tiên tôi nhắc lại, lần đầu tiên mà cơ quan Medicare đã gọi là nói là có thể thương thuyết giá cả thuốc men cho những người giật Medicare. Medicare là những người lớn tuổi rồi. Thì quý vị biết hồi đó tới giờ các cái như là vận động hành lang, những cái lobby của các cái nhà mà sản xuất thuốc đó, thì thuốc đó ở bên Hoa Kỳ mắc gấp đôi. Tôi đưa cho một cái ví dụ cho anh Hoàng Bách. Tôi có một ông con, ông phải lúc nào cứ 2 tháng là phải đi là chích thuốc một lần. Thì ở bên Mỹ đó, lúc nào ông Đinh Xuân Quân cũng phải trả 1.400 đô cho thằng con trai. Khi nó qua bên Nhật nó học đó cũng vậy, cũng cái thuốc đó cũng làm tại Hoa Kỳ mà có 700 đô la mà thôi, phân nửa giá, phân nửa giá. Tại sao như vậy? Tại vì lobby tại Hoa Kỳ nó không cho Medicare thương thuyết giá cả với lại các hãng thuốc, do đó thuốc chúng ta xài nó rất là mắc, nó mắc gấp đôi. Trường hợp của tôi rõ ràng là ở bên Nhật và bên Mỹ là nó gấp đôi. Thì đó nó là một cái lợi. Cái thứ ba nữa trong cái luật mà IRA nó là bây giờ các công ty với lại nghĩa là doanh thu trên 1 tỷ đô la phải đóng ít nhất là 15%. Mà với cái thuế này đó thì Bộ Tài chính sẽ có dư, sẽ thặng dư, trong 10 năm sẽ thặng dư và đủ bao nhiêu tiền để trả bớt nợ công. Thì có phải là đúng là inflation reduction không? Nghĩa là giảm lạm phát. Nhưng mà anh biết kinh tế nó không phải là, tôi hay dùng cái chữ mà mì ăn liền, nó không có, nó phải có thời gian nó mới thành công được, và có thời gian nó cũng phải 6 tháng tới 1 năm thì chúng ta sẽ thấy cái ảnh hưởng của nó. Và vì vậy đó tôi thấy là khi thông qua được cái luật mà IRA đó, 6 ông tổng thống chưa làm được cái chuyện đó, mà cái ông mà người ta cứ gọi là bí đần đó, ngược lại ông ta là thành công nhất, là vì ông ta đã thông qua được tại thượng viện, tại hạ viện, và nay ông ta đã ký thành luật rồi. Thì có phải là về vấn đề kinh tế thì cái luật này IRA và cái luật luật về hạ tầng cơ sở và cái luật về vấn đề mà công nghiệp chip đó, nó là những cái luật cho tương lai. Tại vì ví dụ cái luật chip đó nó bỏ 60 tỷ để cho, nghĩa là research, cho về nghĩa Nghiên cứu. là nghiên cứu và phát triển. Thành do đó đó Hoa Kỳ thành công là chỗ nào? Lúc nào cũng đi trước người ta. Muốn đi trước người ta đó thì phải có đầu tư. Mà muốn đầu tư đó thì không những vào đầu tư vào vật chất, nghĩa là infrastructure, và phải đầu tư vào trí tuệ. Trí tuệ là cái gì? Là con người. Do đó đó tôi thấy là chưa được như ý muốn. Tại vì tôi còn muốn đầu tư vào con người nhiều hơn. Tại vì một nước giàu và thành công hay không là ăn thua là con người. Con người tốt thì sẽ làm việc và người mới làm ra của cải, chứ không phải là ngược lại, của cải làm ra người. Do đó tôi thấy ở đây đó, những người Việt Nam nào mà không thấy cái chuyện đó đó thì tôi vẫn là tôi, anh Hoàng Bách biết là tôi sẵn sàng challenge với tất cả mọi người về vấn đề kinh tế.
Về vấn đề kinh tế lúc nào tôi cũng sẵn sàng để challenge. Tại tôi nói tại sao nó có chuyện đó, mà tại sao cái chuyện đó thì quý vị biết là trên VOA có nói về cái bài của tôi về vấn đề mà luật về chip, mà tôi trong vài ngày nữa thì quý vị sẽ có một cái bài ở trên cái Thế kỷ diễn 21 là bây giờ nó là diễn đàn thế kỷ diễn đàn thế kỷ cái luật này, thì tôi nghĩ là quý vị cứ việc đọc mà thấy thôi. Tại vì khi viết ra đó thì chúng có nhiều chi tiết hơn, nói đó thì mình không có đủ giờ và không có đủ chi tiết, nhưng mà ở đây nó nói là những cái việc tôi thì không có quen thì ông Biden mà không có gì hết, tại vì tôi là independent, thì tôi chỉ thấy là thế này, những cái việc mà ông ta thông qua, những cái đạo luật ông ta thông qua sẽ giúp cho Hoa Kỳ cạnh tranh tốt hơn và vẫn là giữ cái chức là số 1 trên thế giới về vấn đề khoa học và về vấn đề công nghiệp. Vâng, bây giờ thì mình còn mấy phút còn lại, có lẽ là sau khi mình ở Hoa Kỳ đó, dường như là cái vấn đề của Hoa Kỳ nó cuốn hút các chương trình của phát thanh trên thế giới này quan tâm tới vấn đề của Hoa Kỳ, đặc biệt là cái vụ mà FBI vào đột vào xét nhà của ông Donald Trump, cho nên nó chìm hết. Và nhưng mà bây giờ thì mình cũng phải nói với khán giả của chúng ta về vấn đề Nga xâm lăng Ukraine. Cho tới ngày hôm nay tới gần gấp 7 tháng rồi, gần rồi. 24 thì bữa nay là 17 rồi. Thì rõ ràng từ 24 tháng 2 cho tới ngày hôm nay thì Nga đó, người ta có cơ quan tình báo của Anh cho biết là Nga bây giờ đang gặp khó khăn về tình trạng hậu cần để mà tiếp tế cho cuộc chiến. Và gần như là họ nói là trong vòng một tháng mà Nga chỉ tiến quân được chưa được 10 km, tức là rất là chậm, một tháng mà chưa được 10 km. Và bây giờ thì Nga nghĩa là gặp khó khăn về vũ khí nữa, họ cũng khan hiếm về vũ khí và con chip bây giờ họ cũng thiếu nữa. Mà bây giờ thì Ukraine ở trong cái thế gọi là đủ có khả năng để mà tấn công, thì bây giờ tổng thống Zelensky còn kêu gọi là tổng động viên thêm, tức là những người mà từ 5 tới 60 tuổi không có rời đất nước để ở lại với chiến đấu. Và ông cho biết là bây giờ mấy ngày hôm nay đó, Crimea Nga đã lấy từ năm 2014. Đến nay đó thì nhà cầm quyền Nga thú nhận là hạ tầng cơ sở của họ bị phá hoại. Cái điều này cho thấy là Ukraine ở trong cái thế tấn chứ không còn gọi là thủ nữa. Và như là Kherson thì họ cũng đang chuẩn bị để họ chiếm lại nhiều thành phố họ đã chiếm rồi và có trên đường họ đi tới. Thì thưa anh Quân, qua cái nhìn của anh á, chúng ta chỉ còn 7-8 phút nữa thôi, anh nhận xét và đánh giá như thế nào cái cuộc chiến đó, liệu rằng Nga có còn trường kỳ kháng chiến được với bên Ukraine không? Tôi thì nghĩa là tôi không có nghĩa là gọi ủng hộ một cách đặc biệt là nói lúc nào Ukraine cũng thắng hết. Ukraine cũng gặp khó khăn, đừng có tưởng đó, dù muốn dù không, Nga là số 2 trên thế giới, số 2 trên thế giới là vũ khí họ rất là nhiều chứ không phải là không. Tự nhiên mình cứ mình nói thì đúng, mình lúc nào cũng muốn ủng hộ cái thằng bé, cái thằng David chứ đâu có ai mà ủng hộ Goliath, đúng không? Nhưng mà nó có cái này mình phải rõ ràng là khi Nga rút lui khỏi miền Bắc, không đánh được Kiev nữa, thì họ rút lui, họ tập trung, họ nói mục tiêu của họ là làm sao lấy được vùng Donetsk, nghĩa là tỉnh Luhansk và tỉnh Donetsk, thì họ chưa lấy được Luhansk, tỉnh Luhansk thì họ lấy được, nhưng mà tỉnh Donetsk chưa lấy được. Và cũng như là anh Hoàng Bách nói là họ không tiến được bao nhiêu lâu, họ không tiến được 10 cây số, thì nghĩa là rõ ràng một nước khổng lồ mà không đánh được một thằng David thì đó nó là một cái chuyện. Nhưng mà thế vậy mình phải hiểu đó là chính vì Nga thay đổi chiến thuật đánh nhau, nghĩa là tiền pháo hậu công, đúng không? Thì bây giờ người Ukraine cũng đổi chiến thuật và họ phản công bằng cách du kích, thì quý vị thấy là rõ ràng
anh Hoàng Bách nói chưa có đủ, là tại vì hai cái phi trường Saki và mới đây một cái ở ở Ukraine bị nổ. Kho đạn. Vâng, kho đạn bị nổ. Chưa hết, còn ở Belarus nữa cũng bị nổ luôn. Như vậy nó là cái gì? Là bây giờ người Ukraine họ sử dụng một chiến thuật dựa trên dung kích, du kích nhiều hơn thì ít thiệt thòi hơn, mà họ vẫn làm được cái gì? Cái chính của họ làm sao phá hậu cần, phá hậu cần của Nga. Thì quý vị thấy Crimea đó là hậu cần của Nga, tưởng là Nga rồi nhưng mà bây giờ cũng không yên thân nữa. Do đó hạm đội Biển Đen của Nga mất bao nhiêu máy bay, 9 cái máy bay một lúc tại phi trường Saki. Chưa hết, dù bây giờ đó chiến hạm của Nga trên Biển Đen đó có dám đi ra ngoài không? Ra ngoài là sợ nó, người ta bắn, nó bắn chìm hết. Bị vậy, cái gì có lợi cho Ukraine? Tôi nghĩ là Ukraine họ cũng khôn ngoan, thay đổi chiến thuật đỡ tốn hơn là khi họ chiến đấu tại Luhansk. Tại Luhansk trận cố gắng chặn lại quân đội Nga khi quân đội Nga pháo vào. Tại sao họ cố gắng chặn? Để có thì giờ mà các nước Tây phương đưa vũ khí, bơm vũ khí vào cho Ukraine. Thì vì vậy đó quý vị thấy là cái việc mà bây giờ mà quý vị thấy tại Belarus, Russia, tại Crimea mà các kho đạn bị nổ, đó là họ phá phách hậu cần của Nga. Và khi hậu cần mà không còn đạn làm sao đánh nhau, đúng không? Thì do đó cái chiến thuật mới, họ đổi chiến thuật, và khi chiến thuật mới như vậy đó thì cái xác suất mà thành công nó nhiều hơn, và cái xác suất của họ chiến đấu lâu dài nó nhiều hơn. Mà và về lâu về dài đó thì các nước Tây phương khi họ giúp Ukraine đó thì họ vì kinh tế họ mạnh hơn Nga nhiều. Do đó về lâu về dài, càng kéo lâu càng kéo dài đó thì Nga đó, xác suất Nga nó không thành công nó lại càng ngày càng tăng. Quý vị thấy không? Thì do đó đó tôi muốn là để cho quý khán thính giả của người Việt Channel ấy hiểu hơn tại sao mà tự nhiên mình gọi là tự nhiên là sân bay bị nổ. Mà vì vậy đó chính Tổng thống Zelensky dày những người trách nhiệm của Ukraine nói là chúng tôi đánh ở đây đây đây, ông ta nói không có được nói. Cái chuyện này là vì nó có cái sự mà gọi là nhạy cảm trong vấn đề đánh Crimea. Vừa nói xong vài ngày hôm sau thì là một kho đạn khác nữa nổ nữa, còn nổ hơn nữa, sẽ tiếp tục nổ. Thì đối với tôi đó nó cho thấy cái gì? Nga bây giờ không thấy chỗ nào có an ninh cả, kể cả Crimea được coi như là trực thuộc Nga rồi mà bây giờ cũng không có gọi là an ninh nữa, thì làm sao mà đánh nhau lâu dài được? Lúc nào quân đội Nga cũng phải canh chừng, lúc nào cũng phải như vậy, là nó sẽ đòi hỏi cái tinh thần của quân đội Nga nó sẽ sa sút, là tại vì không chỗ nào mà họ thấy là có yên ổn cả. Ở Crimea tưởng là của Nga mà cũng không yên ổn, thì làm sao mà chỗ nào mà đánh được, làm sao có yên chí mà đánh được. Thì quý vị thấy cái đầu tiên đó là trụ sở của quân đội Nga tại Kherson sân đã rút về bên này của sông Dnepro rồi. Thì quý vị thấy ở đây đó cái chiến thuật khi có chiến tranh đó thì chiến thuật nó thay đổi hoài hoài, thì chúng ta hiểu được cái đó thì chúng ta thấy là cái xác suất thành công của bên nào nó nhiều hơn. Đó là một cái. Thứ hai nữa, cái quan trọng nữa là quý vị đừng có quên đó, là Nga họ dùng chiến thuật là dùng lương thực, dùng khí đốt, dùng mọi thứ. Bây giờ họ dùng vấn đề là tại cái là Dnipro đó làm cái nhà máy nguyên tử đó để họ hăm dọa Ukraine. Do đó khi đánh nhau đó là rất là quan trọng, rất là, tại vì đây là không phải là chỉ có một cái đánh nhau về hai quân đội đụng độ nhau, nhưng mà họ sẽ dùng
yếu tố lương thực đó, rồi yếu tố là nuclear là yếu tố nguyên tử, nhà máy nguyên tử, rồi yếu tố thứ ba nữa là quý vị thấy là kinh tế đó. Họ phá tất cả những cái gì mà Ukraine có thì quý vị thấy đó. Nhưng mà tôi vẫn, vì tôi có thể là tôi ở Afghanistan quá lâu, một cái nước chậm tiến như Afghanistan mà Nga còn phải rút đi, mà sau khi Nga rút 2 năm là Nga sụp luôn. Vì dù muốn dù không, chiến tranh nào nó cũng phải có kinh tế, nó phải nghĩa là trợ giúp cho quân đội được. Nếu mà quý vị đánh nhau mà kinh tế không còn để trợ giúp cho quân đội đó thì dễ dĩ nhiên là suy sụp. Thì ở đây đó tôi nghĩ là nó cũng như vậy. Tôi muốn ở đây đó là khi mà nói chuyện với nghĩa là người Việt Channel đó, quý thính giả ở đây đều hiểu cái sự thật, chứ không phải là nghĩa là dựa trên nghĩa là, tin này tin kia. Nhưng mà đây đó nó phải có xác thực. Tại sao họ thành công? Tại sao mà họ làm cái này? Tại sao họ làm cái kia? Thì bây giờ quý vị thấy không? Crimea là bị chiếm từ 2014. Mà bây giờ tại Crimea quân đội Nga đâu có yên. Thì vì tại sao họ không yên? Là vì Crimea, tại tại Crimea thì Ukraine đã dùng du kích, quân du kích và những người nghĩa là thân Ukraine để phá hoại an ninh đối với quân đội Nga. Mà khi phá hoại như vậy đó thì quân đội Nga khó mà tập trung để có thể đánh nhau được, vì họ cần mà không yên thì làm sao mà đánh nhau được. Họ bao giờ họ cũng nghĩ là hậu cần là yên, nhưng mà bây giờ hậu cần không không yên ổn thì làm sao đánh nhau được. Thì quý vị thấy rõ ràng đó. Nên là hạm đội Nga tại Biển Đen đó bây giờ đâu có dám lò mặt ra nữa, lò mặt ra là sợ là bị bắn chìm. Thì quý vị thấy khi họ bắn chìm được một cái soái hạm Moskova đó thì nó có, mà cái tên đó là tên gì? Moskova nghĩa là gì? Nghĩa là soái hạm Moscow, nghĩa là soái hạm có tên là của Moscow mà bị bắn chìm. Thì quý vị thấy nghĩa là cái hình ảnh chính trị nó rất là quan trọng. Quý vị thấy không? Một nước nhỏ, một ông David mà bắn chìm được một cái soái hạm như vậy thì Nga là còn mất mặt hết. Thì vì vậy khi Tổng thống Putin mà đi ra tại Moscow là khoe là khí giới vũ khí của chúng tôi còn hơn nghĩa là biết bao nhiêu vũ khí, thì người ta cười cho là tại vì sự thật trên chiến trường Ukraine cho thấy là quý vị đang bể mặt, vũ khí của quý vị là bể mặt hết. Thì quý vị thấy không? Nhiều nước mà tính mua vũ khí của Nga nó đã lùi rồi, trước hết là ai? Ấn Độ. Ấn Độ đã lùi rồi. Cái thứ hai Philippines. Quý Philippines. vị thấy không? Philippines một nước nhỏ như vậy mà họ còn không dám mua mà nghe là trực thăng của Nga nữa. Thì họ thấy là ông Putin muốn nói gì thì nói, sự thật nó vẫn là sự thật. Và chúng tôi ở nghĩa là người Việt Channel lúc nào cũng nói sự thật với quý vị. Dạ vâng, à, cảm ơn tiến sĩ Đinh Xuân Quân và cảm ơn quý khán giả đã bỏ thời giờ để theo dõi cùng đồng hành với chúng tôi trên Người Việt Channel. Và chúng tôi cũng hy vọng là quý khán giả tiếp tục hỗ trợ bằng cách là quý vị subscribe, like và share chương trình cho bạn bè và thân hữu. Như tiến sĩ Đinh Xuân Quân vừa nêu lên đó, là Người Việt Channel luôn luôn chủ trương là mời các vị khách để thảo luận, mà mỗi một kỳ, mỗi một ngày là vị khách khác nhau để thảo luận về những đề tài nó sự thật. Chúng ta phân tích mổ xẻ và từ đó quý khán giả chúng ta nhìn ở dưới góc độ khác nhau để mà đánh giá, chứ chúng tôi không kêu gọi thế này thế kia, không có đánh bóng cho ai cả, nhưng mà chúng ta phải hỗ trợ cho nền dân chủ của Hoa Kỳ. Và qua mà cái sự mà 4 năm vừa qua đó thì quả thật là nước Mỹ đang bị phân hóa, chia rẽ, kỳ thị và đủ thứ, thì chúng ta phải cố gắng là dầu mọi nỗ lực mỗi người trong chúng ta phải có trách nhiệm là đi bỏ phiếu, bởi chúng ta sẽ phải chọn cái người mẹ đi, chứ bây giờ chúng ta không có tài chánh để hỗ trợ thì chúng ta sẽ bỏ hỗ trợ bằng lá phiếu, đó là để bảo vệ cái nền dân chủ của nước Mỹ. Chúng tôi xin kính chào và hẹn với quý vị trong chương trình lần tới. Xin kính chúc quý vị những giờ phút còn lại bình an. Kính chào tiến sĩ Đinh Xuân Quân, chúc ông bình an.
Vâng, xin kính chào quý khán thính giả của Người Việt Channel, và tôi cũng mong là những cái phân tích của tôi cũng đóng góp một phần nào vào sự hiểu biết. Mà nếu mà quý vị thấy nó có cái gì sơ sót đó thì quý vị cứ viết cho anh Hoàng Bách và chúng tôi sẽ cố gắng sửa lại, và chúng tôi sửa lại bằng những bài viết. Thì nhiều khi mình nói nó lẹ quá thì nó cũng nhiều khi nó cũng quên nhiều việc, nhưng mà khi viết ra thì không có quên đâu. Vâng, thì tôi cũng nhắc cho quý vị là tôi cũng đóng góp cho đài VOA và đóng góp cho nhiều cái là báo chí khác, thì quý vị cứ tiếp tục mà theo, tại vì những cái chuyện mà chúng tôi nói nó là cố gắng gần sự thật nhất, nói là tuyệt đối thì không dám nói đâu, nhưng mà chúng tôi có thể theo cái hiểu biết và cái phân tích của chúng tôi thì đưa cho quý vị những cái điều mà nghĩa là gần sự thật nhiều nhất. Tôi không dám nói là tuyệt đối sự thật hết, nhưng mà tại vì nếu mà biết hết thì nó là khác rồi, nhưng mà nhiều khi chúng tôi đâu có phải được biết hết, thì trong cái nghĩa là vấn đề phân tích thì chúng tôi cũng dựa trên cái này, dựa trên cái kia, thì chúng tôi cũng cho quý vị biết tôi dựa trên cái gì để đánh giá là tốt và dựa trên cái gì để nói là cái này nó sẽ trong tương lai nó sẽ gặp khó khăn, không phải là có liền đâu. Có cái luật này thật nhưng mà phải có thời gian nó mới có sự thành công. Vâng, xin trả lại anh Hoàng Bách. Dạ vâng à, cảm ơn anh Quân nhân cái cơ hội này. Chúng tôi cũng nhắc là anh Quân á, là do ông cựu giáo sư đại học Luật khoa Sài Gòn chạy về môn kinh tế, và khi ông ra hải ngoại thì ông làm việc cho Dạ Bộ Ngoại giao và của Liên Hiệp Quốc về các quốc gia đang phát triển, cho nên ông cũng có rất là có nhiều kinh nghiệm. Hiện tại thì ông cộng tác không những là Đề Voa, tập Thế Kỷ, cũng như là các cơ quan truyền thông tại miền Nam Cali như SBTN, SET, tức là đài Leader Sài Gòn, TV, và ông cộng tác với chúng tôi, cho nên chúng tôi cũng cảm ơn tiến sĩ Đinh Xuân Quân và xin kính chào. chào anh.